Thế là trò chơi sẽ như sau. À bây giờ nha, Tiến Vượng là thuộc team Trung Bin đúng không? Đúng rồi. Cầm sẵn được quả bóng. Đứng vào bên này. Đứng sang bên này. Đó. À, từ từ để xem mọi người có nhìn thấy hết không, tại vì team mình vào đây tắt rồi thì nên không ai làm camera mẹ. Đúng rồi. Ừ nha. Đó. Thế. Đứng sang bên này. Cầm một quả đúng không? Cầm một quả. Tùy chọn. Mình cứ mà chơi quả màu đen. Úi giời. Nào, cầm vào xem thấy hết không? Này này, đổi. Ừ. Đấy. Thích màu gì kệ nó. Rồi, thích màu gì cũng được. Thích màu đẹp được chưa? Giết được à? Nhưng mà giết không được thì đấy, tức là nhá. Bây giờ là thằng nào thua nhá. Thằng nào thua thằng nào thắng thì là sinh, thằng nào thua là tử. Đấy, bây giờ nhá, bắt đầu trọng tài mà đếm 1 2 3 4 là hai bên sẽ bắt đầu thổi quả bóng này mà vào về hết vạch của bên Đạt là bên Đạt thua, đến đây là Đạt thua. Okay. Hết vạch của bên Trung là bên Trung thua. Trung thua cái. Thế. Một. Đấy luôn. Đấy. Đạt thua. Một phát luôn. Đấy. Và khi một bắt đầu nhá, một người thắng sẽ lui ra ngoài. Đấy. Đến lúc team gọi là team Tam Mao. Team mình với Mao Đệ là sẽ cử một người vào trong. Bắt đầu sẽ có một người thắng lại ra ngoài. Chơi đến bao giờ tất cả chết hết. Tức là sẽ chơi đến bao giờ tất cả đều bị lấy hết nhá. Nào, xem là ai sẽ là người team nào sẽ là người bị gọi là thua ít nhất nha. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Rồi, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ok. 1 2 3 bắt đầu. Khả năng mình sẽ tạm dừng và thay quả bóng một chút nhé, không thi nhê gì à? Không thi rồi. Ừ, hơi khó. Khó lắm. Quả bóng này hơi khó lăn. Nó trôi ra trên độ dốc, cái độ dốc của dốc bên này. Không, độ dốc mình đã tính cân bằng hết rồi. Thế nên là mình sẽ chuyển một quả bóng. Dốc cái này bằng bên này khác gì bên này có trong chơi sân bóng ấy. Bóng bóng cũng nhựa nha mọi người nha. Mà mình cứ tưởng cái trò chơi này nó dễ, thế nên là chuẩn bị hai quả bóng này thì khó quá. Bây giờ mình chơi hẳn cái loại này. Mà chuẩn bị là hơi cầu kỳ. Tại vì cái trò chơi này được sinh ra từ cái video trước, trò chơi sinh tử lần trước. Nếu mà ai chưa xem thì có thể quay lại ngày hôm qua để video ngày hôm qua để xem nhé. Bây giờ sẽ thay quả bóng và nào, hai bên chuẩn bị sẵn sàng chưa? Okay. Nào, 1 2 3 bắt đầu. Mao Đệ lấy cho quả bóng bay. Toàn nó chọc vào đây phát tống á. Đâu à? Không được gì. Không xa. Chuẩn bị ăn đạn rồi. Sao cái sấm nhà nó lại đốt vặt. Hay bóng bay cho thêm tí nước cho nó nặng. Ôi. Không ăn nổi. Có nước không ăn được. Cho nước là chung xuống một chỗ. Thôi thế thôi. Thế thôi. Tao quá nó bận. Nhanh ai được. Thế là mới gọi là sinh tử. Đã thế thì kịp mẹ là cấm vỉ linh tinh nhá. Nào. Hai thí sinh chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hai phụ tá chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ok. 1 2 3 bắt đầu. Tại vì cái lan can này mình chỉ chuẩn bị để che chắn cái quả bóng kia thôi nên không chắn được bóng bay. Khả năng lại nhá. Ném biên chứ ra ngoài ném biên. Ra ngoài ném biên. Ra ngoài ném biên đúng rồi. 1 2 3. Ôi. Đang biên bên này. Ôi ơi này các bạn. Giờ mạnh nhá chứ. Tao tạt đi chỗ này. Nhắm mạnh lên chứ. Hai thí sinh này vẫn kiểm soát không được thổi trước, chặn đất bắt đầu mới được thổi nhá. Rồi. Phạm quy một lần tính thẻ vàng, phạm quy hai lần ăn luôn thẻ đỏ không phải nhá. 1 2 rồi. Đấy.
chứ rồi vẫn ra. Vẫn ra nhưng mà đỡ hơn rồi. Biên bên kia chứ. Biên bên này 1 2 3. Anh vào đi. Lấy lấy quả khác. Em có thể dùng lên kỹ năng khả năng của em được không? Được. Ok. Nào. Anh phải chắc em như thế. Ờ đúng rồi, gà mau đệ có thể dùng hết, chắc là nó định chui lên. Nhưng mà không được thò mồm qua đây. Đúng rồi. Okay. Đúng rồi, mày đi lên. Đấy. À. Chơi ra được. Mày chơi ra được nó. Nó nhỏ hơn. Bây giờ nó khó nhá. Bây giờ chúng bóng bay vào đây là em đấy. Xuống em đi, xuống đi. Nào. 1 2 3. Go lên. Nhưng mà đồng đội không được với nhau đúng không? Ừ. Nào, 1 2 3. Nó trơn. Đấy cả ngay à? Ui, bắn đấy. Cái chạm đâu? Chạm tính vừa. Đồng đội với nhau à? Thế chạm nhau mà đến em rồi đến Dung. Thế chạm. Đổi bóng em bị xì hơi rồi. Bây giờ sẽ đến lượt của Thế Trạng và Trung Bin nhé mọi người nhá. Nào, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Xong. Một đại diện đến từ Arsenal và một đại diện đến từ Liverpool. Arsenal. Lúc nãy anh đâu với anh? Hả? Anh với lại Đạt Trung. Thế sao em không được ném phát nào nhỉ? Hả?
Đấy, bây giờ thì Phượng cho nhường... Đông đội em mình nhầm thế. Ờ, đây đấy, được. Đấy, đây, em từ lúc bên này chừng ném nhỉ? Ok, ok. Được. Một, hai, ba. Ui, ở trong bên này thôi rồi. Ui, ôi, bà lên con máy từ từ để chui ra là. Để đấy. Sao mà bây giờ đến ai nhỉ? Đấy là chú còi, chú còi. Đâu có bài mà hiểu thấp, nó tỉ, nó về được, nó thổi được. Không phải đâu, mình là gọi là thổi, gọi là đẳng cấp rồi. À, Dũng ạ. Phút mắt là đi thổi. À, Dũng ạ. Dũng để tao đâu. Trung viên đã thua mọi kèo rồi, còn mỗi kèo màu đệ mà không thắng được nữa thì thổi. Tiền, đồng đội. Lao với em rồi. Tiếp tục đây. Một, hai. Thôi em vừa lên tội. Nên cỡ thì mày thổi đến kia rồi. Cho phép được vươn đến đây. Không được vươn quá nhé. Phạm quy tập thể vàng đấy. Thác đơn kia đó là đi luôn đấy. Nào, 1, 2, 3. Anh cần thế nhỉ? Cần thế nhỉ? Cho thể vàng. Cho thể vàng. Đây. Một, hai, ba. Ui, ui, ui.
chơi này cúi chuột. Đúng rồi. 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 Anh vừa vừa đánh rồi. Vâng ạ. Mọi người cho bạn trung bin chưa phục đúng không? Đổi bên. Chưa phục đổi bên. Ờ được. Đổi bên. Đổi bên. Chưa phục cho đổi bên. Đổi bên lại. Đổi bên lại em một cái nữa. Chưa phục cho đổi bên. Đúng nào. Ok. Đổi bên đấy luôn. Được. Thế tao chơi khá là thoải mái. Thoải mái gì? Thoải mái gì? Nào. Cố lên. Cố lên. Không hít, không hít. Không hít là thua. Một phát thôi. Một, hai, ba. Chưa phục cho đổi bên. Đấy, chưa phục cho đổi bên. Thôi, bây giờ nhá. Bây giờ để nói này, tất cả mà anh em đều đấy hết rồi, chọn đã chọn chơi sinh tử rồi. Và hai thằng chưa bị ném đi vào. Đi vào. Vừa mới thở hết hơi rồi. Hết hơi cũng vào tiếp. Mày chúng mày khỏe lắm mà. Nhanh lắm. Đây, để anh. Đi ra này. Sinh tử vẫn là sinh tử đấy. Chính tử luôn này. Chả chơi. Sinh tử sẽ bị chính tác. Chả sinh tử. Vẫn này là dọn bởi. Không. Vào đi. Nào, từ từ. Vừa mán ngồi xuống nha mày, xin ngồi xổm nha. Bắt này bắt cuối nha, bị là một, hai. Đây là hai người chiến thắng trong tất cả các cuộc chơi. Đấy, thế nên là sẽ gặp nhau ở vòng chung kết. Đấy. Một là về mẫu, hai là lên đỉnh. Ai mà chiến thắng sẽ giành được phần thưởng và ai không giành chiến thắng sẽ bị ba quả. Về mọ, về mọ. Ba quả. Một, hai, ba. Miên, 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 miên. Cặp chung kết này gây cấn. Một, hai, ba. Ui, lại, miên. Cặp chung kết này gây cấn đấy. Quả này không có sỏi. Không được, gây 3 miếng đi. 3 miếng đi, chết 3 miếng. 1, 2, 3. Ui, lại, miên, miên, miên này, miên này. Biên biên này thì thôi cứ vào giữa biên là vào giữa. À, sao bữa nay của em biên này? Một, lúc nãy khác, vòng chung kết khác. Một, hai, ba. Ui, lại biên. Cho hai thí sinh này. Cho chơi nó thử đi. Một là lên đỉnh, hai là về mò. Một là đỉnh, hai về mò nhá. Ướt ướt tí rồi đấy. Một, hai, ba. Ui, không được. Cho sỏi. Được, thế nó mới gây cấn. À? Thế nó mới gây cấn cả. Đến chiều. Không đến chiều đâu, làm gì đến chiều, kiểu gì cũng phải đấy. Kiểu gì phải người thắng người thua. Hiểu không, thế. Một, hai, ba. Clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây này. À, cũng chỉ là một cái clip vui anh em mình bày trò ra nghịch một chút cho nó khỏi cái căng thẳng thôi. À, chứ không có gì, mọi người đừng học theo anh em mình nghịch bẩn nhá. Thật ra những cái quả bóng này đều là những cái bột anh em mình đấy ra thôi, chứ tắm một cái là sạch luôn đâu. À, bây giờ anh em mình phải đi dọn đây. À, thôi chào tất cả mọi người nhá. Nếu thấy trò chơi sinh tử của anh em mình hay, nhớ để lại anh em mình một like, một share, một comment, một đăng ký kênh ấn Zoom bên cạnh nhá.